Những thông tin nổi bật trong tối ngày 16 tháng 6. Một con vịt, ca khúc nhạc Việt đầu tiên cán mốc 1 tỷ lượt xem. Ba thiếu niên đuối nước trên sông Ba ở Phú Yên. Mưa lớn lốc xoáy ở Kiên Giang làm chìm 4 ghe biển, một ngư dân không qua khỏi. Hiện trạng nơi lúa chết cạnh dự án cao tốc qua Hậu Giang đã thay đổi. Khánh thành tuyến tránh thành phố Long Xuyên hơn 2.100 tỷ đồng sau 2 năm thi công. Triệu tập xử lý nghiêm nhóm trẻ trâu lạng lách trên cầu Nhật Tân. Bắt viện trưởng và phó viện trưởng viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Độc đáo cách quảng bá giới thiệu Việt Nam bằng sticker tại Thái Lan. Du khách toát mồ hôi hột khi tham quan di tích Huế lúc 12 giờ trưa. Hùng vĩ khung cảnh thủy điện Tuyên Quang, thủy điện lớn thứ 5 miền Bắc xả lũ. Hãy đăng ký nghe các khóa học MC chuyên nghiệp tại Học viện Truyền thông Z Cộng, địa chỉ số 30 đường số 4, khu dân cư Cityland, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.